lâu dữ vậy cha. Trả tiền. Hả? 49.000 anh. Xin lỗi. Cảm ơn à. Ê, ơn nghĩa gì vậy? Thôi tiền đi cha. Trời ơi, có 1.000 cũng thối hả? Rít dữ vậy. 1.000 phải tiền hả? Bó tay. Tính nuốt luôn 1.000 của tôi hay gì? Gọi tới hả? Trời ơi, sao thu nhũ vậy? Chắc Tục Tân mập lắm hả? Cho nên là mặt mày xinh lè xinh lét rồi nè. Thu quá. Tôi đẹp trai chứ tôi đâu có bị khùng. Nghĩ sao tôi đi bộ tới đây vậy? Tục Tân hả? Tục Tân sao vậy? À, khùng quá hả? Không sao, đâu có đi bộ tới đâu. À, anh đi xe taxi tới. Tại nhà anh có chuyện gấp á. À, tài xế của anh phải về chở má anh đi bơi. Cho nên anh mới đi taxi tới nè. Bộ khùng biết sao mà giờ đi bơi? Không có đâu, bơi đêm tốt lắm. Rèn luyện thể lực cho má anh. Đúng rồi, Tục Tân giỏi quá à. Mình Tục Tân vô nhà nha. Vô nhà thôi. Mình vô nhà ha. Mọi người ơi, đây là khách của em. À, chào. Ủa sao linh quá vậy? Chồng sắp cưới của em đó. Hả? Em tính giới thiệu với mọi người lâu rồi nhưng mà chưa có dịp. Hôm nay nhân dịp thức đầu của bố, em mời anh Hiếu tới đây để chào bố, chào mọi người. Anh Hiếu là người thành công, giỏi giang, bận rộn lắm chứ không phải lêu lỏng như mấy người ngoài kia đâu. Dạ đúng vậy, tôi hay làm việc với các công chứng, các công tố viên nên hơi bận rộn. Anh là anh hai của ông Báo. Chào anh. Anh Ngọc. Minh đó đấy. Chị hai báo vợ anh. Ha, chào chị. Dạ. Còn đây là tôi là anh ba của báo. Anh làm nghề gì, lương cao không? Đây là Út Dư. Dư chào anh Hiếu đi. Tục Tân đừng có để ý tới nó. Nó đẹp trai nhưng mà hơi chảnh. Nhưng mà Tục Tân thấy nó làm phù rể cho đám cưới của mình có được không? Đám cưới? Ủa bên nhà bển là đồng ý cho cưới luôn rồi hả? Đương nhiên rồi, tụi em muốn đăng hộ khẩu. Với lại hả, em đẹp gái này, dễ thương như vậy, làm sao mà không đồng ý được, phải không? Đúng rồi cục cưng à. Em biết rồi, lát lên về em gọi anh nha. Sao em đứng đây vậy? Vợ chồng đừng có nói gì nha. Trong tương lai em sẽ mở một công ty luật riêng. Nhưng hiện tại bây giờ công việc của em quá bận rộn. Mỗi ngày em mở mắt thức dậy, em phải giải quyết hàng chục vụ kiện. Thiệt hả? Vụ kiện ít
vài tỷ đồng. Có những vụ kiện lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. Nhiều khi em không có đủ thời gian để giải quyết tất cả các vụ kiện. Nhưng khách hàng họ vẫn chấp nhận chờ đợi em. Có người chờ đợi em hàng tháng, có người chờ đợi em cả năm. Sau này mọi người có chuyện gì quan trọng cần giúp đỡ, cứ tìm em sẽ giúp mọi người. Xin phép. Alo. Alo. À, chị muốn nhờ tôi giúp chị vụ kiện 100 tỷ hả? Được, đầu tuần chị có qua công ty của tôi. Tôi với chị làm hợp đồng với nhau. Ok, vậy nha. Cảm ơn chị. Wow, 100 tỷ. Đó. Em kẹt này có phải của anh không? Ủa cháu. Ủa đúng rồi. Cái này là nem kẹt của tôi nè. Sao chị có vậy? Tôi coi. À, chắc là chị đã từng nhờ tôi giúp chị về mấy cái vụ ly hôn ly dị gì đúng không? Luật sư. Trời, mình sắp có em để làm luật sư đó anh hai. Hoài ha. Anh sắp cưới em gái sinh đôi của tôi đúng không? Đúng. Chúng tôi đã chọn được ngày rồi. Anh quen cô ấy bao lâu rồi? Được gần một tháng. Hả? Hả? Cái gì mới quen có một tháng thôi hả? Trời ơi, thời buổi nào rồi mà chị còn ngạc nhiên vô duyên dữ vậy? Đúng rồi, nhiều khi á người ta tình một đêm thôi người ta đã cưới nhau, người ta vẫn hạnh phúc bình thường cái gì. Và cô đã cầu hôn tôi vào ngày hôm kia. Anh hiểu gì về cô ấy rồi? Hiểu chứ, tụi tôi hiểu nhau nhiều lắm đó. Chuyện này không có liên quan tới chị. Có chứ. Đám cưới thì dễ, nhưng mà hậu quả sau đám cưới ai sẽ là người gánh? Mình đi đi. Có gì gặp mọi người cho đám cưới là được rồi. Mình đi đi. Khoan. Cục cưng à. Chị của em nói cái gì anh nghe không hiểu gì hết vậy? Khỏi cần hiểu đi anh. Mình đi đi. À, anh hiểu rồi. Em thật là cao thượng. Trong lúc cô ấy lao động vất vả ở bên ngoài, mọi người chỉ biết ăn bám cô ấy thôi. Mọi người hãy ngừng ăn bám cô ấy đi có được không? Mọi người đã lớn rồi, đã trưởng thành hết rồi. Hãy kiếm một công ăn việc làm gì đó, nuôi sống bản thân mình. Là một người có ích cho xã hội, có ích cho gia đình. Và buông tha cho chúng tôi đi. Cũng là chiêu cũ mà lừa được anh công chứng viên. À, mà quên nữa, tôi với anh còn có hẹn đầu tuần ký vụ kiện 100 tỷ đó nhớ không? Em gái tôi học bác sĩ, học rất giỏi, nhưng vì sợ máu nên bỏ nghề. Bây giờ thì chuyển sang làm mỹ phẩm, tiền xài rủng rỉnh. Thích động vật, thích ăn chay, làm từ thiện. Anh em trong nhà thì ai cũng lười nhác ỷ lại nên một mình cô ấy phải nuôi hết. Mở cửa hàng sửa xe cho anh hai, cửa hàng thời trang cho anh ba, cung cấp vốn cho người chị quá lứa lỡ thời như tôi, mở tiệm gội đầu. Chưa hết, còn giúp cho thằng Út theo đuổi niềm đam mê đá banh, giúp cho cháu gái học trường quốc tế. Tất cả những sự hy sinh đó đều không được bù đắp, nên cô ấy cần lấy một người chồng để chia sẻ. Tôi nói như vậy đúng không? Wow, cục cưng à. Anh tưởng là em đang nói không á? Không sai một chữ luôn. Vậy thôi, hơn 30 tuổi đầu rồi, đừng có cư xử như con nít nữa. Coi lại bản thân mình đi. Cái gì? Hơn 30 tuổi rồi hả? Cô ấy nói với anh mới 27 tuổi thôi. Câu nói đó cũng vài năm rồi, nhưng mà thật ra tuổi tác không thành vấn đề. Vấn đề là không thể cưới chồng theo cách đó được. Đó gọi là lừa đảo. Chỉ có mấy bà già mới làm trò đó thôi. Chầu. Và không chỉ lần này, bất kể lúc nào gia đình có chuyện thì em cũng dẫn một gã về kể chuyện cổ tích cho gã nghe. Chuyện này là sao vậy Báo? Dạ. Giải thích cho anh nghe coi. Em sẽ giải thích mà, bây giờ anh đi với em đã. Đi cái gì? Thôi chồng, con Báo nó sai, mà nó cũng có cái khó của nó. Chuyện này không có liên quan tới anh, và cũng không có liên quan tới chị nghe chưa? Không liên quan hả? Em có biết ai là người hùng tiền với anh hai bồi thường Vũ 30 triệu mà em lừa đảo hồi đầu năm không? Cái gì? 30 triệu? Phải không mình? Trời ơi, mình nói cái gì đi, mình ngồi lầm thinh vậy? Mày nhớ không, cái vụ mà mày mới ở tù. Anh im đi. Trời ơi, anh nói cái gì đi chứ sao anh ngồi im hoài vậy? Trời ơi, 30 triệu. 30 triệu. Anh hãy tin em. Chị ta bé quá, nó sản nó. Cục cưng, đi theo em đi. Không có cái cục cưng, cục tác gì ở đây hết. Cô lừa dối tôi vậy là cô làm tổn thương đến trái tim mong manh dễ dở của tôi rồi. Cô quá đáng lắm. Đừng bỏ em. Còn anh nữa, giữ lịch sự một chút đi.
Đừng có giẫm giày lên thảm, đi toilet phải dọi bồn cầu. Là công chứng viên chứ đâu phải luật sư đâu, mà đi đâu cũng khoe danh thiếp giống như rải tờ rơi vậy. Nghe, tôi làm gì tôi ảnh hưởng tới chị chứ hả? Không ảnh hưởng hả? Ảnh hưởng rất nhiều đó. Lần sau đừng có tùy tiện đến nhà của tôi quậy banh cái nhà tôi lên như vậy. Ăn phải dọn, và giường của chị không phải là nơi để em lo mấy người này đến ngủ. Nè, cái giường của chị tôi không đặt chân lên đó nghe chưa? Đừng vô ai giáo quạ. Vậy em có hẹn hò mấy người này ở nhà chị không? Mà thôi, tôi sẽ tác thành cho hai người. Nếu như hai người hiểu rõ quán của nhau và chấp nhận được nhau á, thì tôi sẽ bỏ tiền mừng cưới cho hai người. Cái gì? Còn quá khứ gì nữa? Còn quá khứ gì nữa? Không có gì đâu anh, không có cô gì đâu. Mới vừa ly dị. Nè, chắc là tâm lý còn chưa ổn định đâu hả? Mới vừa ly dị luôn. Bây giờ đang độc thân rồi. Em đừng có nói gì hết, trái tim tôi đang vụn vỡ thành từng mảnh đây. Em lừa dối tôi chết à? Yêu à, Tục Tân à, Tục Tân à, đừng có bỏ em mà Tục Tân. Tục Tân, Tục Tân. Buông ra. Tục Tân à. Bước. Tao nhìn mày. Mày chết mày. Tao ở đây. Mày phá hoại cuộc đời của tao. Tao chỉ chết mày. Con quỷ nhát. Con Con quỷ nhát. Buông thôi. Ôi trời ơi. Tao làm cái trò gì vậy? Thả ra đi. Mày giết chết tao. Con quỷ nhát. Tao sẽ giết chết mày. Tao giết chết mày. Bảo đâu? Mày bảo quả cuộc đời của tao. Thôi, kêu lên. Thôi. Ôi. Mày đứa làm cái gì vậy? Hả? Bàn linh của bố con sơ sơ đấy nè. Bảo, mày coi cái mày làm cái trò gì vậy Bảo? Em có làm gì sai đâu. Em chỉ nói dối một chút xíu thôi mà. Em chỉ muốn lấy chồng thôi. Đã đòi em. Em quậy như vậy chưa đủ hả Bảo? Lúc nãy anh cũng bên đó chồng á. Anh là vương thương em một chút được không? Tất cả là tại con bố kiếm đây. Tao khó hơn khi có đứa em sinh đau như mày. Nói gì? Trời ơi! Thôi mà! Tụi em là chị em! Mình là anh em một nhà! Thôi mà! Bỏ đi Bảo! Bỏ đi Bảo! Chết ra đi! Chết ra! Thôi! 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 Mày phá hoại cuộc đời của tao! Buông ra đi! Không! Ai chưa? Buông ra! Buông ra! Buông ra! Buông ra! Tao sẽ giết cho em mày! Mày phá hoại cuộc đời của tao! Cây táo nở hoa lúc 20 giờ thứ hai đến thứ tư trên kênh HTV2 V-Channel. Đón xem mau kẻ săn người độc quyền trên Vion 22:30 thứ tư thứ năm hàng tuần.